Chào các bạn, mời các bạn nghe tiếp cuốn sách Là một người bao dung trong bộ nhật ký trưởng thành của đứa trẻ ngoan. Câu chuyện thứ 18, tấm lòng bao dung độ lượng của Sách Mạc. Sách Mạc sinh ra vào những năm cuối của triều đại Đông Tấn. Nhà ông vốn ở Đôn Hoàng, sau đó chuyển đến Hán Xuyên. Khương Hiển là một viên quan của Hán Xuyên. Ông ta luôn ỷ vào quyền thế của mình mà bắt nạt Sách Mạc. Người dân nơi đó cũng vì Sách Mạc là người từ nơi khác đến nên cũng thường xuyên cố tình kiếm chuyện để làm khó ông. Sách Mạc đã chịu đựng như vậy suốt mười mấy năm. Về sau, Sách Mạc được phong làm thống đốc cai quản Hán Xuyên. Tin tức này lan truyền khắp Hán Xuyên. Những người trước đó bắt nạt Sách Mạc đều lơm lớp lo sợ, đặc biệt là Khương Hiển thì càng như ngồi trên tổ kiến lửa, đứng ngồi không yên. Hắn nghĩ lần này chắc chắn gặp đại họa rồi. Sách Mạc sao có thể bỏ qua cho mình chứ? Ngày Sách Mạc nhận chức, Khương Hiển cởi trần lửa người, chói tay mình lại và quỳ bên đường để nghênh đón Sách Mạc. Khi ngồi kiệu đến đây, nhìn thấy Khương Hiển như vậy, Sách Mạc rất kinh ngạc và vội vàng xuống kiệu đỡ dậy. Sau đó lại tự tay cởi trói và bảo người lấy quần áo cho Khương Hiển mặc. Tiếp đó ông lại khuyên giải nói: anh hà tất phải làm như vậy? Chuyện đã qua rồi, sau này cũng không cần phải để trong lòng nữa. Thái độ của Sách Mạc vô cùng thẳng thắn, thành khẩn, khiến cho Khương Hiển cảm động đến rơi nước mắt. Sau chuyện đó, có người nói với Sách Mạc rằng trước đây Khương Hiển bắt nạt anh như vậy, cho dù bây giờ không những anh không trả thù anh ta thì cũng nên nhắc lại những chuyện trước đây. Sách Mạc nghe vậy liền đáp: trước đây tôi đã từng sống ở nơi này bao nhiêu năm không được yên ổn. Nếu bây giờ tôi truy cứu lại ân oán trước đây với Khương Hiển thì sẽ có rất nhiều người bất an. Chỉ cần họ biết trước đây mình làm sai là được rồi, hà tất phải quan tâm làm gì? Lẽ nào nhất định phải tỏ rõ sự oai phong của bản thân mới được sao? Lời này vừa truyền ra ngoài thì tất cả những người đối xử không tốt với Sách Mạc đều yên tâm, không thể không lẻ phục tấm lòng độ lượng của ông và đều cam tâm dốc sức vì ông. Qua câu chuyện trên rút ra được bài học trưởng thành, những người như Khương Hiển đã ỷ thế bắt nạt Sách Mạc vào lúc ông gặp khó khăn nhưng lại cảm thấy lo sợ, bất an khi Sách Mạc lên làm thống đốc. Hai hành động trái ngược này càng tỏ rõ ý mỉa mai, đồng thời cũng nhấn mạnh việc không nên tùy tiện ủy quyền thế mà bắt nạt người khác. Sách Mạc tuy đã chịu nhiều ức hiếp nhưng lại lấy ơn báo oán, không những không báo thù lại mà còn đối xử với họ rất khoan dung nhân từ, qua đó thể hiện phẩm chất cao thượng của ông. Mời các bạn nhấn vào nút đăng ký và nút hình chiếc chuông để nhận thông báo khi có video mới. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video.